Vậy thì ở phần 2 La Mã, các anh chị chú ý là ta sẽ tìm hiểu cái mối quan hệ giữa việc thay đổi ngân sách của chính phủ đối với tổng cầu và đối với sản lượng quốc gia. Rõ ràng chưa? Và trong nội dung này, tôi lưu ý, nó sẽ liên quan tới nội dung của phần 1 La Mã. Bởi vì ở phần 1 La Mã ta đã nói rằng nếu muốn thay đổi cán cân ngân sách, chính phủ hoặc là thay đổi chi, hoặc là thay đổi thu, hoặc là kết hợp đồng thời cả hai. Cho nên ở nội dung này khi đi vào phân tích, tôi cũng có 3 ý. Ý thứ nhất đó là xem xét cái tác động khi chính phủ thay đổi chi tiêu của chính phủ đối với nền kinh tế. Thứ hai đó là xem xét tác động khi chính phủ thay đổi thuế ròng T đối với nền kinh tế. Và cuối cùng đó là ta phân tích tác động đồng thời khi chính phủ thay đổi cả chi tiêu và thuế ròng. Rõ ràng chưa? Rồi, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào từng phần. Các anh chị đi vào phần thứ nhất nào. Tác động của chi tiêu chính phủ. Rồi bây giờ chúng ta hình dung ạ, nếu chính phủ tăng chi tiêu, giả định các yếu tố khác là không đổi, thì có phải là tổng cầu AD sẽ tăng không? Đúng không? Do đó sản lượng quốc gia tăng. Dễ không ạ? Và tương tự với trường hợp ngược lại, mời các anh chị đọc. Rồi như vậy từ đây, các anh chị cho tôi biết, ta có thể kết luận đó là tác động của chính phủ khi thay đổi chi tiêu G đối với nền kinh tế đó, tức là đối với tổng cầu và sản lượng, là tác động đồng chiều hay là nghịch chiều? Đồng chiều, tức là cứ chính phủ tăng chi tiêu, tổng cầu sẽ tăng và do đó sản lượng tăng. Ngược lại, nếu chính phủ cắt giảm chi tiêu, tổng cầu sẽ giảm và sản lượng giảm. Ở đây tôi lưu ý là mỗi lần mà tôi nói như vậy thì đương nhiên ta mặc định đó là các yếu tố khác là không đổi nha các anh chị. Chứ còn nếu các yếu tố khác nó cùng thay đổi thì sao? Thì ta phải xét tác động cộng hưởng, ta xét từng yếu tố rồi sau đó ta cộng hết lại ta mới hình dung được. Các anh chị có hình dung được không ạ? Cái cách lập luận của kinh tế vĩ mô nó là như vậy ha. Rồi như vậy là ở đây các anh chị từ đó đưa ra gợi ý chính xác. Nếu chính phủ muốn kích cầu nền kinh tế để tăng sản lượng, chống suy thoái, giảm thất nghiệp mà bằng cách thay đổi chi tiêu, thì theo các anh chị nên làm gì đối với chi tiêu ngân sách của chính phủ đây? Tăng hay giảm? Đúng rồi, đó là tăng. Ngược lại, nếu tổng cầu tăng cao quá, có thể gây ra tình trạng tăng trưởng nóng, lạm phát cao, thì nếu chính phủ muốn giảm bớt tổng cầu, giảm sản lượng để giảm sức ép đối với nền kinh tế, thì nên làm gì đối với chi tiêu? Cắt giảm chi tiêu. Rất là rõ ràng, đúng không ạ? Vậy là ta đến đây là ta giải quyết xong phần định tính ha. Một câu hỏi tiếp tục được đặt ra về mặt định lượng. Đó là nếu chính phủ thay đổi chi tiêu, biết là tổng cầu thay đổi, sản lượng thay đổi, nhưng chính xác tổng cầu thay đổi bao nhiêu, sản lượng thay đổi bao nhiêu? Và để trả lời cho câu hỏi đó, chúng ta đi sang phần tiếp theo, đó là định lượng cho tác động của chi tiêu chính phủ bằng số nhân của chi tiêu chính phủ có ký hiệu là KG. Vậy số nhân của chi tiêu chính phủ là gì? Trước hết mời các anh chị đọc khái niệm. Rồi với khái niệm trên thì ta hình dung như sau ạ. Số nhân của chi tiêu chính phủ được hiểu là gì? Đó là hệ số nha. Mà nó phản ảnh cái lượng thay đổi của sản lượng quốc gia, tức delta Y, khi chính phủ thay đổi chi tiêu một lượng delta G bằng một đơn vị. Như vậy ở đây các anh chị có hình dung à, ta đã biết là nếu chính phủ thay đổi chi tiêu một lượng là delta G nào đó, thì sẽ làm cho sản lượng quốc gia thay đổi một lượng là delta Y.
Vậy câu hỏi đặt ra, nếu chính phủ thay đổi chi tiêu một đơn vị thôi, thì lúc đó sản lượng quốc gia sẽ thay đổi bao nhiêu? Vậy cho tôi hỏi theo khái niệm này, thì cái lượng thay đổi của sản lượng quốc gia khi chính phủ thay đổi chi tiêu chỉ một đơn vị, ta gọi là gì? Đúng rồi, ta gọi chính là K. Từ đó các anh chị suy ra K bằng delta Y chia cho delta G. Đúng không? Và ta dễ dàng suy ra như vậy, nếu chính phủ thay đổi chi tiêu một lượng là delta G, thì sản lượng quốc gia sẽ thay đổi một lượng là delta Y bằng KG lần delta G. Đến đây có ai thắc mắc gì không? Rồi, như vậy bây giờ tôi mới đặt ra câu hỏi là ví dụ cụ thể ha. Giả sử như trong năm tài khóa 2007-2008 thì chính phủ Mỹ đã tăng chi ngân sách đến 768 tỷ đô la Mỹ. Hỏi rằng khoản chi đó sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với sản lượng của nước Mỹ? Làm sao ta tính được? Làm sao ta tính được delta Y? Hãy các anh chị làm sao tính được đây? Hoặc một câu hỏi khác, tôi ví dụ như trong năm tài khóa 2009, chính phủ Việt Nam đã tăng chi 4.000 tỷ để đầu tư cho các công trình công. Vậy tôi hỏi, khi khoản chi 4.000 tỷ đó ảnh hưởng như thế nào đối với nền kinh tế Việt Nam? Nó làm cho sản lượng thay đổi thế nào? Xin lỗi các anh chị trước nha, để tôi tắt đi. Rồi, vậy cho tôi hỏi làm sao để tính được ta? Tôi ví dụ là bây giờ tôi nhắc lại câu hỏi, đó là chính phủ Việt Nam chi 4.000 tỷ để xây dựng các công trình công. Tôi hỏi rằng các khoản chi đó ảnh hưởng như thế nào đối với sản lượng của Việt Nam? Biết là tăng rồi nhưng mà tăng bao nhiêu? Làm sao để biết? Hả? Ta phải tính được cái gì? Phải có KG, đúng không ạ? Như vậy bây giờ ta sẽ đi vào tìm hiểu công thức tính K nha các anh chị, công thức tính KG. Rồi, bây giờ các anh chị lưu ý nè. Nguyên tắc để đi tìm công thức tính KG hoặc là một cái K bất kỳ nào đó thì các anh chị làm như sau. Tại vì cái công thức này thì nó dễ à, nó có mấy dòng à. Chứ lát nữa các anh chị làm cái phần thuế với cái phần chi chuyển nhượng nó quá trời luôn. Thì làm sao mà ta nhớ? Làm sao mà vô phòng thi ta nhớ được cái điều đó là điều quan trọng. Tại vì thi là không có sử dụng tài liệu nhé. Chắc nghiệm mà. Và chắc chắn là không sử dụng tài liệu. Các anh chị là hệ chính quy mà. Mà là lớp đặc biệt nó lại càng không sử dụng tài liệu nha. Cho nên là tôi lưu ý là đắng chứ mở gì. Rồi, như vậy ở đây tôi lưu ý là ha, các anh chị phải học cách hiểu thôi. Thì học sao? Về nhà viết cho tôi cái sơ đồ điện tính. Xong rồi các anh chị cắt khúc nó ra. Cắt khúc tức là sao? Ví dụ là ha, các anh chị lập luận từng đoạn một. Chính phủ tăng chi tiêu, tổng cầu tăng. Vậy lúc đó tổng cầu tăng bao nhiêu? Xong rồi tổng cầu tăng thì sản lượng tăng, đúng không? Vậy lúc đó sản lượng tăng bao nhiêu? Các anh chị hình dung được không ạ? Tức là cứ mỗi một đoạn các anh chị tìm cho tôi một phương trình nào đó thể hiện mối quan hệ giữa hai đại lượng mà ta đang quan tâm nghiên cứu. Ví dụ như chi tiêu tăng thì tổng cầu tăng. Vậy lúc đó các anh chị tìm cho tôi một công thức thể hiện mối quan hệ giữa G và AD. Rõ ràng chưa ạ? Hoặc một phương trình, một hàm số nào đó cũng được, cho thấy mối quan hệ là được. Rõ ràng chưa? Rồi, như vậy bây giờ ta sẽ có nè. Thứ nhất, về mặt định tính, có ai thắc mắc gì không? Khi học chương này, các anh chị nhớ về là viết đi viết lại nha. Chừng 3 lần là thuộc hết mấy cái sơ đồ.
Rồi, vậy bây giờ ta mới lập luận là nếu chính phủ tăng chi tiêu một lượng là delta G, ví dụ như là chính phủ Mỹ đó, tăng chi 768 tỷ đô la Mỹ, chính phủ Anh tăng chi 142 tỷ bảng Anh, chính phủ Trung Quốc năm 2009 tăng chi tiêu 585 tỷ đô la Mỹ. Vậy thì hỏi rằng những khoản chi đó ảnh hưởng như thế nào tới nền kinh tế Mỹ, nền kinh tế Anh, nền kinh tế Trung Quốc. Vậy thì các anh chị hình dung đó là nếu mà chính phủ tăng chi tiêu một lượng delta G. Tôi đố các anh chị về lúc này delta G mang dấu gì? Đúng rồi, mang dấu dương. Còn nếu giảm thì nó mang dấu âm nha. Và lúc đó ta biết là tổng cầu tăng. Nhưng chính xác tổng cầu tăng bao nhiêu? Thì ta đã có công thức AD bằng C cộng Y cộng G cộng X trừ M. Có ai thắc mắc gì với công thức này không? Rồi như vậy từ đó ta dễ dàng suy ra. Đó là nếu giả định các yếu tố khác không đổi, thì cứ chi tiêu của chính phủ thay đổi bao nhiêu, thì tổng cầu tự định sẽ thay đổi một lượng bằng đúng bấy nhiêu. Rõ ràng không ạ? Rồi tiếp theo, tổng cầu tăng thì sản lượng tăng. Đồng ý không? Rồi, câu hỏi tiếp tục lại được đặt ra. Nếu tổng cầu thay đổi một lượng là delta D0, thì biết là sản lượng tăng, nhưng chính xác tăng bao nhiêu? Thì ta lại nhớ là tổng cầu mà thay đổi một lượng là delta D0, thì sản lượng sẽ thay đổi một lượng delta Y bằng K lần của delta D0. Đúng chưa? Mà delta D0 ở đây bằng gì? Bằng delta G. Cho nên thay vì viết như vậy, tôi viết lại là delta Y bằng K lần delta G luôn, được không? Được. Như vậy, các anh chị cho tôi biết KG bằng gì? Đúng rồi, KG bằng K. Mà K bằng gì ta đặt lên tôi ghi. Một chia cho một trừ ADM. Với ADM bằng gì? ADM bằng CM nhân 1 trừ TM cộng IM trừ MM.